Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các ngôi sao sân cỏ trên thế giới. Và nếu bạn là một fan bóng đá chính hiệu thì đừng quên cập nhật thường xuyên kênh của chúng tôi. Sẽ có rất nhiều video thú vị lắm đấy. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share và subscribe channel của chúng mình nha. Xin chào! Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Các bạn chắc hẳn đều đã nghe câu hổ phụ sinh hổ tử ít nhất đôi ba lần trong cuộc sống. Đúng thật là còn gì vui sướng hơn khi con mình tiếp tục nối gót và phát triển đúng với sự nghiệp của mình đã tạo nên thời đỉnh cao. Và với một huyền thoại bóng đá như Cristiano Ronaldo, việc được trông thấy cậu con trai Ronaldo Jr. từng bước lớn lên và đi theo đúng nghiệp quần đùi áo số chính là điều hạnh phúc nhất. Vậy thì liệu tiểu CR7 có thực sự là hậu duệ chính tông của Ronaldo hay không? Hãy cùng xem những màn trình diễn của cậu bé qua video này để có cái nhìn tổng quát và khách quan nhất nhé! Nhìn cái cách cầu cả nhà CR7 kiểm soát và tình tiến quả bóng lên phần sân đối phương, rồi chuyền bóng cho đồng đội như thể đang làm chủ toàn bộ không gian thi đấu, mới thấy khí chất của chú hổ con đã được ông bố trui rèn từ rất sớm. Pha xử lý kỹ thuật này thì lệch đi đâu được là con của ông Rô Điệu. Đây chính là skill mang tên Ronaldo Chop do chính CR7 sáng tạo ra và được anh thể hiện khá thành công trên sân. Và để minh chứng, tôi là con bố Rô Xịn, Ronaldo Jr. đã thực hiện động tác độc quyền của ông bố một cách cực kỳ nhuần nhuyễn và mượt mà. Tiếp tục là màn phô diễn kỹ thuật tuyệt vời của Ronaldo Jr. Xuất phát từ hành lang cánh, cậu quý tử của CR7 có màn ngoặt bóng vô cùng tự tin, đánh bại hoàn toàn chú bé theo kèm. Thêm một pha lăn bóng rồi đẩy để đánh lừa nốt thủ môn đội bạn. Ronaldo nhí đã có cho riêng mình một bàn thắng solo đẹp mắt. I'm not.
Lần này cậu cả nhà Ronaldo đã thể hiện khả năng chạy chỗ cùng với kỹ năng dứt điểm từ xa của mình. Ronaldo Jr. đã có màn thoát xuống không bấm rất nhanh, vừa tầm quan sát của đồng đội. Chưa hết, R7 tương lai còn tung cú sút ngoài vòng cấm trái phá và hiểm hóc, đánh bại hoàn toàn thủ môn đối phương, đem về bàn thắng cho các cầu thủ nhí Juventus. Nếu như xuất xa đã tốt thì những tình huống đối mặt, Ronaldo Jr. cũng thể hiện xuất sắc không kém. Nhận đường truyền như đặt của đồng đội, đệ tử chân truyền của CR7 đã có một pha đối mặt 1-1 với thủ môn và một cú sút rất nhanh và tự tin bằng chân phải đã khiến cho chú bé gác đền nhí bên kia chỉ còn biết ngậm ngùi chui vào lưới nhặt bóng. Đã là con của đại ca Cristiano Ronaldo mà lại không biết sút phạt thì chắc lại có nghi ngờ đây là con ông hàng xóm. Nhưng Ronaldo Jr. đã cho thấy mình sẽ là người kế thừa sự nghiệp của ông già mình tốt như thế nào. Khi đến pha sút phạt ở cự ly khá khó so với lứa tuổi cũng được chú bé dễ dàng chuyển hóa thành công thành bàn thắng. Thậm chí đây còn được coi là siêu phẩm ở lứa tuổi chưa dậy thì. Tiện đã nói về kế thừa những tinh hoa của ông già mà không điểm chút sự tinh ranh thì đúng là thiếu sót. Nếu như Cristiano Ronaldo trong sự nghiệp luôn được biết đến như là một thanh niên tích cực nhất trong việc vấp cỏ xin penalty, thì ông tướng Junior cũng đã bộc lộ khả năng thiên bẩm này từ khi còn bé. Một pha bay giữa ngân hà không thể chuẩn chỉ hơn khiến bao trái tim của các fan nữ phải xót xa, còn mấy ông anti chắc lại lắc đầu ngao ngán sao hình ảnh này quen thế. Không chỉ sở hữu kỹ thuật cá nhân vượt trội so với các bạn đồng trang lứa, CR7 Junior còn cho thấy khả năng đỡ bước một và phối hợp với đồng đội rất tốt của mình. Một pha đỡ bóng gọn gàng sau được phát động tấn công của thủ môn, sau đó là màn phối hợp 1-2 đập nhã nhuần nhuyễn. Tiếc là pha kết thúc cuối cùng của Rocon là đi hơi hiền, giúp cho thủ môn đội bạn có thể hóa giải thành công.
Tiếp tục, chúng ta hãy cùng đến với khả năng chọn vị trí và đánh hơi bàn thắng nhạy bén của sát thủ tương lai. Có thể việc đệm bóng vào lưới trống là việc dễ như ăn bánh, nhưng việc chọn được một chỗ đứng thuận lợi sao cho quả bóng bay đến đúng chỗ của mình đang đứng, đó mới là cái mấu chốt. Và trong tình huống này, cậu quý tử của Ronaldo đã cho thấy mình có thể trở thành tiền đạo xuất sắc giống bố khi chọn một vị trí rất hợp lý để dễ dàng có bàn thắng cho riêng mình. Hãy xem màn nhảy múa trước hàng thủ đối phương này, các bạn thấy giống ai nào? Đúng là con nhà tôm không giống lông thì cũng giống cánh. Chỉ mong là chú bé không quá lạm dụng cái kỹ thuật cá nhân này mà hãy sử dụng nó sao cho hợp lý. Không thì lại phải mang danh rô điệu con từ sớm thì lại tốn bao tiền cơm gạo dạy dỗ của ông bố Kim Cương CR7. Vừa rồi là những màn trình diễn khá ấn tượng của tiểu Ronaldo qua các trận đấu nhi đồng. Hy vọng rằng Ronaldo Jr. sẽ tiếp tục phát triển để trực tiếp kế thừa sự vĩ đại của ông bố vốn đã trở thành một huyền thoại của thế giới bóng đá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.